Xin chào các em học lớp 12. Và hôm nay thì chị sẽ hướng dẫn cho các em dạy các bài tập về dạng vật lý dạng đếm bụng nút trên dây có sóng dần nha. Và các bài tập mà chị đưa ra là những bài tập nằm trong đề thi minh họa này Trung học phổ thông quốc gia, với các câu bài tập trong Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 rồi 2019 hay là 2017. Những câu này là nằm trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia không đó nha. Rồi, và ngay bây giờ thì chúng ta bắt đầu với câu đầu tiên, đó là câu số 1. Câu này thì nằm trong đề thi đề minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Nha, chú ý, chúng ta chú ý dạng này nha, dạng đếm bụng nút trên dây có sóng dần. Rồi, chúng ta đọc đề. Một sợi dây sắt mảnh dài 20cm căng ngang, có hai đầu cố định ở phía trên. Gần sợi dây có một nam châm điện được nuôi bằng nguồn điện xoay chiều có tần số là 50 Hz. Trên dây xuất hiện sóng dần và hai bụng sóng. Tốc độ truyền trên dây là... Đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giải nha. Này, dòng ở đây có là nguồn điện xoay chiều. Nguồn điện xoay chiều nè. Ở đây chúng ta có là trong một chu kỳ thì dòng điện đổi chiều 2 lần. Dòng điện đổi chiều 2 lần. Nên nam châm hút dây được 2 lần. Suy ra 500 hút dây 2 lần. Do đó tần số sóng, đúng rồi. Do đó tần số sóng trên dây là F nè, F sẽ bằng 100 Hz. Biết sao không? Tại vì lúc đầu là chúng ta có 50 nè, mà tăng lên 2 lần là suy ra là 50 nhân với 2 á. Cái này là 50 nè, 50 nhân cho 2 này là ra được 100 Hz. 50 trên đây. Tiếp theo, dây có 2 đầu. Đây này, trên dây có 2 đầu cố định. Trên dây có 2 đầu cố định và xuất hiện sóng dần, đúng không? Trên dây có hai đầu cố định và xuất hiện sóng dần và hai bụng sóng, đúng không? Và hai bụng sóng xuất hiện sóng dần và hai bụng sóng. Suy ra L sẽ bằng lambda bằng 120 cm. Đây nè, dài 120 cm. Ở đây chị ghi nhầm nha, ở đây là 120 cm nha, chứ không phải là 20 nha. 120 cm căng ngang đó là sẽ bằng 120 cm, là sẽ bằng 1,2 m. Rồi, suy ra người ta hỏi là gì? Tốc độ truyền sóng trên dây là tốc độ là vận tốc. Vận tốc thì bằng lambda nhân cho F là sẽ bằng 1,2 nhân cho 100 sẽ bằng 120 m/s. Đó, 120 m/s. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là câu A, 120 m/s. Tiếp theo với câu số 2 nằm trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Rồi chúng ta chú ý câu này nha. Một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, có hai đầu cố định, trên dây đang có sóng dừng. Không kể hai đầu dây, trên dây còn quan sát được hai điểm mà phần tử dây đó tại đó đứng yên. Biết sóng truyền trên dây với tốc độ 8 m/s. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là
Vậy là cái câu này chúng ta cần tìm đó là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng. Đây. Rồi chúng ta chú ý chỗ này nè, rồi cái này là có dây có hai đầu cố định này, không kể cả hai đầu dây, trên dây còn quan sát được hai điểm mà phần tử dây tại đó đứng im này, đứng yên nè. Ta có gì? Ta có L là chiều dài sẽ bằng 3 nhân cho lambda chia 2. Sẽ bằng 1,2 mét. Vậy chúng ta suy ra lambda rất là dễ đúng không? Suy ra lambda của chúng ta sẽ bằng, đây chúng ta sẽ bấm 3 3 nhân cho x chia 2 sẽ bằng 1,2 xếp sâu bằng bằng 0,8 mét, 0,8 mét. Rồi giờ chúng ta dễ tìm rồi đúng không? Khoảng cách giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là gì? Là t t t chia 2 sẽ bằng lambda chia cho 2 về là sẽ bằng 0,8 nè, chia cho 2 nhân cho 2 nhân cho 8, đúng là 8 mét nè, là sẽ bằng 0,8 chia cho 2 nhân 8 sẽ bằng 0,05. Đúng rồi, 0,05 giây. Vậy là đáp án của chúng ta đó chính là câu B. Câu B 0,05 giây. Rồi, những bài này cũng rất là phức tạp nha. Chúng ta làm phải làm từ từ, làm lâu á, làm nhiều lần là chúng ta sẽ quen được các dạng này, làm nhiều lần là chúng ta sẽ quen và làm nhanh nào. Tiếp theo câu 3, câu này nằm trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Rồi giờ chúng ta đọc đề nha. Một sợi dây đàn hồi dài 90 cm này, chúng ta có dự kiện này này, 90 cm, có một đầu cố định với một đầu tự do đang có sóng dần. Là chúng ta chú ý câu này nha, có một đầu cố định với một đầu tự do đang có sóng dần. Kể cả đầu dây cố định, trên dây có 8 nút, biết rằng khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,25 giây. Người ta hỏi là tốc độ truyền sóng trên dây là ở đây nè, trên sợi dây có một đầu cố định nè, sợi dây có một đầu cố định và một đầu tự do, đúng không? Mà trên dây thì lại có 8 nút. Đúng rồi, trên dây lại có 8 nút thì suy ra chúng ta có chiều dài nè, L sẽ bằng 8 nhân cho lambda chia 2, 8 là 8 nút nè, nhân cho lambda chia 2 trừ cho lambda chia 4 sẽ bằng 90 cm. Bằng 90 cm ở đây nè. Rồi, chúng ta sẽ suy ra lambda nha. Lambda của chúng ta sẽ bằng 8 nhân cho
trừ cho x chia 4 bằng 90. Các bạn ra được 24 không? Đáp án của chúng ta là 24 nha. Lambda của chúng ta sẽ là 24 cm. Tiếp theo, khoảng thời gian giữa 6 lần liên tiếp, khoảng thời gian giữa 6 lần liên tiếp duỗi thẳng, sợi dây duỗi thẳng đó, như chúng ta tính tiếp à, 5 nhân cho t chia 2 là sẽ bằng 0,25 giây. Rồi giờ chúng ta suy ra t lớn của chúng ta sẽ bằng 5 nhân cho t là x đó, x chia 2, 5 nhân cho x chia 2 bằng 0,25. Chúng ta bấm shift show là ra nha, 0,1 giây. Rồi giờ chúng ta sẽ tính tốc độ truyền sóng trên dây. Tốc độ truyền sóng của chúng ta là v, v thì sẽ bằng lambda chia t. Lambda của chúng ta có đây nè là 24, chia cho t là 0,1 là bằng 24 chia cho 0,1. 24 chia cho 0,1 24, trời ơi, mình bấm 240, 24 đó là sẽ bằng 240 nè cm trên dây. Vậy chúng ta đổi ra mét nha, nếu mà đổi ra mét là sẽ được là 2,4 mét trên dây đó, chúng ta sẽ ra được 2,4 mét trên dây. Rồi đáp án của chúng ta là câu C, 2,4 mét trên dây đó. Rồi chúng ta giờ làm câu số 4 nha. Câu số 4 là nằm trong đề thi đề tham khảo Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Rồi chúng ta đọc đề nha. Một sợi dây dài 2 mét nè, với hai đầu cố định đang có sóng dừng, sóng truyền trên dây với tốc độ là 20 mét trên dây. Biết rằng tần số của sóng truyền trên dây có giá trị trong khoảng từ 11 Hz đến 19 Hz. Đấy, chúng ta đọc hơi rắc rối đúng không? Tính cả hai đầu dây, số nút sóng trên dây. Đây này cũng khá là phức tạp đúng không? Giờ chúng ta phải đi tìm điều kiện nha. Điều kiện mà để có sóng dừng. Đây, Điều kiện có sóng dừng. Điều kiện có sóng dừng trên hai đầu dây cố định nè. Trên hai đầu dây cố định L sẽ bằng gì? L của chúng ta sẽ bằng K nhân cho lambda chia 2 sẽ bằng K nhân cho V chia cho 2F. Rồi, thì chúng ta sẽ suy ra F nha. Suy ra F của chúng ta sẽ bằng K nhân V và chia cho 2 L. Rồi, giờ chúng ta chỉ cần thay số vào thôi. K nhân cho 20 này, 20 mét trên dây, chia cho 2 nhân L. Đây, L của chúng ta là 2 mét. Hai mươi
20 chia cho 4 là 5, là bằng 5k. Đó. Nhớ nha, k của chúng ta là số nguyên nha. K là số nguyên. Theo đề nè, theo đề chúng ta có nè. 11 sẽ lớn hơn f và sẽ bé hơn là 19. Suy ra 11. 11 nè. Bé hơn 5k. Đúng rồi. F lớn hơn 11 và bé hơn 19 thì suy ra là 5k lớn hơn 11 và bé hơn 19. Rồi. Giờ suy ra nếu mà k là 2 á thì đây là 10 này là không được, k là 3. Không, thực k là 3. K bằng 3 là đây 15 nè, 15 lớn hơn 11 mà bé hơn 19. Nếu mà k là 4 á là 5 nhân 4 là 20 rồi, là sai. Vậy là chúng ta chỉ được k là 3 thôi. K là 3. Thì suy ra k là 3 nè, đúng rồi, k là 3. Mà nếu mà tính cả hai đầu dây, số nút trên dây. Số nút nha, giờ mình tìm số nút. Số nút là bằng k cộng 1 là bằng 3 cộng 1 là bằng 4. 4 nút. 4 nút rồi. Đáp án của chúng ta là 4 nút. Vậy là câu C. Câu C. Các em nhớ like video này và đăng ký kênh cho chị nha.